ทำให้โลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับทุกคน You want it, oh let's get it để đánh đôi đây là đằng sau tạm biệt những fan xem giật vội tôi phải sống cho riêng tôi mà thôi oh listen sống chỉ còn một lần tự mình bước chân đi đừng phân vân ai có bất kỳ thắc mắc thì gọi ngay hotline để tâm sự chi tôi say no Ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2022, với nhiều hoạt động tất bật của làng giải trí, MV Winox của Trúc Nhân kết hợp cùng Thùy Tiên vẫn chứng minh độ hot của một hitmaker. Ngay khi vừa phát hành trên YouTube của Trúc Nhân, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, các bình luận đánh giá cao nhất nhạc trẻ trung và sự ấn tượng của MV. Về tổng thể, MV lần này được đánh giá là thành công tiếp theo của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Các chi tiết ẩn ý được cài cắm khéo léo nhưng không quá phức tạp khiến khán giả dễ dàng cảm nhận được ngụ ý trong bài hát. Điểm nhấn trong MV lần này là sự góp mặt của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và cầu thủ Tiến Linh. Trong khi Thùy Tiên duy trì nổi bật với thần thái Beowin, thì Tiến Linh cũng không kém cạnh khi thể hiện độ ngầu. Trong mọi phân cảnh, cả hai không ngừng khiến fan phải xích xoa. Sau khi MV chính thức được phát hành, Trúc Nhân đã phủ sóng trên mạng xã hội với trend Winox sôi động. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh giai điệu Winox, dễ dàng thành trend nhờ vào thông điệp tự tin sống và hành động mà không bị trói buộc bởi định kiến. Được biết, nàng hậu sinh năm 1998 còn khiến dân tình thích thú khi xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, đội đầu vương miện quen thuộc. Đáng chú ý, cô cùng góp giọng vào ca khúc này với câu hát bằng tiếng Thái. Làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn với tất cả mọi người. Đây chính là câu tiếng Thái mà Thùy Tiên từng nói vào đêm chung kết Miss Grand International 2021 và giúp người đẹp chiến thắng thuyết phục. Ngoài ra, cảnh Thùy Tiên cùng Quang Linh trồng cây tại Angola cũng được tái hiện trong MV, khiến các thuyền viên đứng ngồi không yên. Không phải nói dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đã réo tên Quang Linh và xem những khoảnh khắc đặc biệt này. Một số bình luận của cộng đồng mạng, Quang Linh Vlog đã xem và cười như mở cờ trong bụng. Quang Linh Vlog, anh về mà xem, chị nhà mình làm gì nè. MV toàn là cảnh từ thiện của Quang Linh ở châu Phi, tình thế nhỉ. Quang Linh và Thùy Tiên quen nhau qua một chương trình từ thiện. Cho đến nay, họ đã có những hoạt động chung thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong chuyến thuyền nghiện Angola vào tháng 7, Thùy Tiên đã được nhóm của Quang Linh Vlog đón tiếp nồng hậu. Trong suốt quá trình ở nước ngoài, Quang Linh Vlog luôn kè kè bên cạnh để hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ Thùy Tiên. Dù vậy, dân tình vẫn chung thủy với chiếc thuyền này và mong có ngày Quang Linh và Thùy Tiên thành đôi. Quang Linh Vlog đã rủ rê lơ con, cùng mình thực hiện một đoạn clip nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Vào đời của nhóm Mắt Ngọc. Anh chàng tan luôn tài khoản TikTok của Thùy Tiên và bài viết với nội dung Có chơi có chịu tặng tem Thùy Tiên nha, phục thù ở lần sau. Trong đoạn clip Quang Linh và lơ con khiến người xem không nhịn được cười vì màn nhảy nhót siêu hài hước, cậu bé Châu Phi cũng rất nỗ lực để thực hiện đoạn clip gửi tặng cho Hoa hậu Thùy Tiên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.